Ngon nhất cho tất cả các chị trên livestream cùng với lại mỗi ngày luôn. Rồi nè, bây giờ chị nào mình thích mẫu này comment liền cho em mã và cả là số điện thoại bên chốt đơn các chị nha. Rồi, dù là đứng xa hay đứng gần thì cái phong dáng cũng rất là đẹp. Vậy nên là chị nào mình đã thích rồi thì các chị chốt ngay và liền cho mình chờ đợi được các chị. Vì khi mà các chị ở nhà mình chờ đợi là những cái mẫu này nó đã gần như là nó hết hàng rồi, nên là chị nào mình chốt và nhớ liền cho em nha. Giá là bao nhiêu các chị ơi? 169.000 cho em nha. Em chỉ nhận đơn trên livestream thôi mọi người ạ. 169.000 C352 cộng kèm màu đen hoặc là C352 màu tím và nhập cái số điện thoại. Nếu được thì các chị có thể là mình chăm sóc cái size trên livestream luôn. Còn không thì các chị cứ để các chị các bạn bên bộ phận chăm sóc khách hàng của shop tư vấn cho mọi người về size, số, chiều cao cũng như là cân nặng nha các chị nha. Rồi đẹp không ạ? Đơn giản nhẹ nhàng cực kỳ dễ mang cho em luôn. Cả màu tím và màu đen màu nào cũng đẹp với mấy chị ha. Rồi 169.000 cho mẫu đầm này. Còn chị nào mình chưa có số điện thoại hay là chị nào mình chưa có mã nữa, các chị bổ sung liền với em nha, để các chị các bạn bên em sẽ tư vấn cũng như là chốt đơn hàng cho tất cả các chị luôn. Rồi nè, bây giờ thì ai còn có bất kỳ câu hỏi thắc mắc thì các chị comment giúp em nha, để bên em tư vấn cho. Dạ, size M thì chị nào tầm 53 cân trở lại giùm em là đẹp. Tại vì thường là size M tầm 53 cân, hoặc là size L chị nào tầm 56 cân, hoặc là cao, nếu mà cao gọn người á thì tầm 56-57 cân các chị mang đẹp cho em ha. Rồi, ok chị nè, tất cả đơn hàng bên em đều sẽ kiểm tra và lên đơn hàng chính xác nhất cho các chị, nên các chị cứ yên tâm cho em là mình không có sợ cái trường hợp bị lộn mã hay chọn nhầm sai số nha các chị nha. Rồi, C352 ok chị, chúc đơn hàng thành công. Size M nè, size L thì em của chị tầm dưới 75-76 đổ lại giùm em nha chị nha. Ok chị Mỹ Hậu có đơn rồi nè, ok chị Diễm có đơn, chúc đơn hàng nha. 169.000 chị ơi. Rồi chị Mai Anh có đơn, chị Lê Linh có đơn nè. 169.000 C352 giúp em. Chào đẹp quá các chị. Rồi ha, cho mọi người xem lại một phần từ trước và sau của sản phẩm đầm C352. Yên tâm cho em đi, chất liệu vải không sợ bị mỏng. Trời ơi các chị ơi, chất liệu vải này không sợ bị mỏng cho em nha. Mình mang cực kỳ thích luôn. Nếu như mỏng thì nãy giờ đứng gần là các chị đã thấy rồi. Nhưng bên em làm cho các chị mình cái form làm trước là đắp chéo nha mọi người nha. Không sợ bị mỏng cho em luôn. Rồi, 169.000 cho mẫu này. Hai màu cho em đó là màu hồng và màu đen nha. Chị đã chốt đặt hàng thì cứ comment cho em mã là C352 cộng kèm màu tím hoặc là C352 màu đen. Em sẽ xuất hiện trên cùng một dòng là bên em chốt đơn nha các chị nha. Rồi, chuẩn bị chị nào còn trên livestream mà mình chưa chốt được mẫu nào hết. Các chị có muốn lên mẫu như thế nào mình chủ động mình comment cho em biết ha. Để bên em tư vấn cho các chị nè. Rồi em giơ lại cho mọi người xem màu một lần nữa nha các chị nha. Rồi, màu em có cho mọi người đó là màu đen và màu tím nha các chị. Ai chốt mình cứ comment cho em là C352 cộng kèm màu đen hoặc là C352 màu tím mà cho